Người phụ nữ trong clip là chị Trần Thị Kim Hải và chị gái là Trần Thị Kim Hiền phản ánh. Vào lúc 18 giờ tối ngày 1 tháng 12, tổ bảo vệ khu phố Đông An ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có biểu hiện say rượu đến tịch thu xe đẩy có trái cây và túi tiền lẻ của chị Hiền để trên lề đường D1 mà không có lực lượng công an đi cùng và không hề lập biên bản. Thấy vậy, chị Hải lấy điện thoại ra quay phim thì bị tổ bảo vệ khu phố giật điện thoại ném xuống đất. Sau đó giữa hai bên đã xảy ra giằng co cãi vã. Theo chị Hải, tổ bảo vệ đã ôm cổ, đấm vào đầu và đá vào người khiến chị Hải bị bầm tím ở cổ, tay và đau khắp người. Chiều ngày 12 tháng 12, bà Nguyễn Thị Phương Mai, chủ tịch phường Tân Đông Hiệp xác nhận đã xảy ra vụ việc trên và phường đã họp xin lỗi gia đình chị Hải, đồng thời chấn chỉnh tổ bảo vệ khu phố Đông An.